Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào mừng đến hết thảy quý bà chị em, quý con cái Chúa ở trong nhà của Đức Chúa Trời một buổi sáng tốt lành. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Lời của Chúa được chép ở trong sách Thi Thiên là 119 câu số 165 như thế này. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa ngài hứa với chúng ta rằng là khi chúng ta yêu mến luật pháp của Chúa đó quý vị, thì chúng ta sẽ được có sự bình yên lớn. Và chẳng có bất cứ một cái điều gì ở trên thế gian này khiến cho chúng ta có thể sa ngã hoặc là chúng ta bị mất đức tin của chúng ta nơi Chúa. Cho nên thời giờ chúng ta nghe lời của Chúa trong lúc mà chúng ta thờ phượng Chúa, đó là thời giờ rất là quan trọng để chúng ta có thể có một nền tảng đức tin vững chắc. Bởi vì khi chúng ta rời khỏi hội thánh của Chúa trong ngày Chủ nhật, sau khi chúng ta thờ phượng Ngài xong ngày hôm nay, thì bắt đầu qua ngày mới, tức là qua tuần sau, chúng ta sẽ phải đối diện với cuộc sống thực tại rất là khắc nghiệt của anh bà chị em. Và chúng ta biết rằng là trong thời điểm hiện tại thì tình hình kinh tế tài chánh toàn cầu rất là khó khăn. Nhiều người, nhiều nơi công ăn việc làm đang bị bấp bênh và thiếu ổn định. Và cuộc sống thì không có chỗ để cho những người yếu đuối có thể tồn tại được. Và đây là một cái quy luật trong cuộc sống. Xã hội không có chỗ cho người yếu đuối. Và những ai yếu đuối thì họ sẽ dường như là bị loại ra khỏi cái cộng đồng. Bởi vì cuộc sống hiện tại rất là khắc nghiệt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa ngài hứa rằng là khi chúng ta yêu mến luật pháp của Chúa, yêu mến lời của Chúa đó quý vị, thì chúng ta sẽ có cái sự bình an rất lớn. Chúng ta sẽ có một sự bảo đảm rất là lớn từ nơi Đức Chúa Trời. Và Chúa ngài cũng hứa ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 rằng là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, bởi vì như vậy ngươi sẽ được phước và được may mắn, được thành công, được thịnh vượng ở trong con đường của mình. Cho nên lời của Chúa rất là quý báu trên đời sống của chúng ta. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là làm thế nào để được đầy dạy Thánh Linh. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 18, lời của Chúa nói rằng là đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy được rằng là đầy dạy Đức Thánh Linh đó là một mệnh lệnh, không phải là một cái sự lựa chọn, nhưng mà đây là một mệnh lệnh mà sứ đồ Phaolô ông muốn cho tất cả mọi thánh đồ tại thành Ê-phê-sô được kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn, một cách mạnh mẽ hơn, một cách đầy tràn hơn. Và ông đã dùng hình ảnh của rượu để đối lập với hình ảnh của Đức Thánh Linh. Một người khi say rượu, chìm ngập ở trong rượu, bị rượu chiếm hữu, thì người đó sẽ có một cái kết cục rất là tệ hại, có thể gây hại cho người khác, gây khổ cho gia đình, cho cộng đồng xung quanh mình, bởi vì cái sự say rượu của mình. Nhưng một người được đầy dạy Đức Thánh Linh, được say Thánh Linh của Chúa, được chìm ngập ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh, người đó sẽ sống khác biệt hoàn toàn quý mài chèm. Có thể khi chúng ta gặp hai người lạ hoàn toàn, chúng ta chưa biết mặt họ. Một người là người đã tin Chúa và có một đời sống đầy dạy Thánh Linh của Chúa. Với một người chưa tin Chúa, cho dẫu rằng ngày đầu tiên chúng ta gặp họ, chúng ta chưa có biết gì về họ hết. Nhưng mà sau khoảng một thời gian ngắn, chúng ta sẽ thấy được có sự khác biệt ở trong hai con người này, qua lời nói và việc làm của họ. Đúng không quý mài chen? Người được đầy dạy Thánh Linh của Chúa, người đó sẽ có lời nói thánh khiết, lời nói thánh thiện, lời nói đầy dạy tình yêu thương, đầy dạy bông trái lành của Chúa. Cách sống, cách cư xử của người đó cũng đầy dạy bổn tánh của Chúa Giêsu Christ được bày tỏ ra. Còn người chưa tin Chúa thì đầy dạy xác thịt, có thể đầy dạy những cái tôi, những cái sự kiêu ngạo, tự ái của họ. Cho nên để chúng ta có thể nhận biết được một người thì chúng ta có thể nhìn biết được qua việc họ làm.
Giữa một người tin Chúa và một người chưa tin Chúa thì chúng ta có thể phân biệt họ là người tin Chúa hay không qua cái sự cầu nguyện khi ăn cơm. Đúng không? Đúng không quý bà chị em? Chúng ta ra ngoài quán cơm, chúng ta có thể biết được người tin Chúa qua cái sự cầu nguyện trước khi ăn của họ. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng là ma quỷ thì nó không giống như con người chúng ta. Ma quỷ có thể nhận biết được cái người nào là người tin Chúa thật và cái người nào là người chưa tin Chúa. Không cần phải nói một lời nào hết. Bởi vì trong thuộc linh đó quý vị, trong vấn đề tâm linh đó, thì ma quỷ nó là linh đúng không quý mài cha? Ma quỷ nó không có thể xác. Nó có thể nhìn thấy tâm linh của một con người. Nó không phải chỉ nhìn thấy thể xác của chúng ta đâu quý vị, nhưng mà ma quỷ có thể nhìn thấy tâm linh của chúng ta nữa. Bởi vì trong giới linh thì nó có thể nhận biết nhau. Và tâm linh của một người tin Chúa có Đức Thánh Linh, nó sẽ có sự sáng, nó sẽ có sự sống, nó sẽ có một sự khác biệt hoàn toàn với tâm linh của một người chưa tin Chúa, là người đang sống ở trong vương quốc tối tăm của ma quỷ, là người có bổn tánh tội lỗi, chưa được thay đổi, chưa được tái sanh. Như vậy thì khi mà ma quỷ nhìn thấy một người tin Chúa thật thì nó sẽ nhìn thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong người đó. Nó sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu, nó sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời ở trong người đó. Và người tin Chúa thật là người có uy quyền ở trên ma quỷ. Người đó có một đấng có thể giúp đỡ và giải cứu mình ở trong mọi rắc rối, trong mọi nan đề của cuộc sống. Như hồi nãy người chị em chúng ta có làm chứng rằng khi mà đi làm ở trong cái chỗ làm đó thì cảm thấy đời sống tâm linh khô hạn, cảm thấy cuộc sống dường như chưa được có cái sự thỏa lòng và muốn có một cái công việc khác. Thì người chị em này đã cầu nguyện với Chúa và Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong lòng của người chị em và khiến cho người chị em đó có một sự cầu nguyện nhờ cậy Chúa để tìm kiếm một cái công việc mới tốt hơn. Và cảm ơn Chúa rằng Chúa đã cho người chị em chúng ta có một cái công việc làm khá hơn và ổn định hơn cho đến bây giờ. Vậy thì mình thấy rằng là có Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta có được cái câu trả lời trong mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. Là một người tin Chúa đó quý vị, thì chúng ta sẽ bắt đầu có một đời sống mới. Có Thánh Linh của Chúa ở cùng với chúng ta. Như là của Chúa Giêsu dạy rằng là Đức Chúa Giêsu đáp rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 13 cho đến 14. Đây là lời mà Chúa Giêsu ngài nói với lại người đàn bà Samari ở bên giếng Si-kha. Khi mà người phụ nữ này khao khát có một cuộc sống mới thì Chúa Giêsu ngài nói rằng là uống cái nước này, nước tự nhiên này thì sẽ cứ khát mãi mãi. Nhưng mà uống nước Thánh Linh mà Chúa Giêsu ban cho đó thì tâm linh của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ không còn có một sự đói khát ở trong tấm lòng của mình nữa. Và đây là cái mức độ đầu tiên của một người mới tin Chúa. Bất cứ một ai mới tin Chúa thì sẽ được Thánh Linh của Chúa đến ở trên đời sống của mình như là một mạch nước, như là một cái suối nước sống, sẽ khiến cho chúng ta không còn có một sự khao khát để chúng ta tìm kiếm bất cứ một thần, một Chúa nào ở trong thế gian này ngoài Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Ngày hôm nay có nhiều người họ đi chùa, đi thầy, đi bà, đi khấn khắp nơi. Ai chỉ chỗ nào là họ đi cái chỗ đó. Nào là đi Cha Long, nào là đi Cha Diệp, rồi nói chung là cha nào, mục sư nào mà có ơn của Chúa là cứ chạy đi tìm. Tôi có nghe một cái người nọ nói rằng là mục sư ơi, em đi khắp nơi rồi, đi Cha Long cầu nguyện cũng không hết bệnh, em đi mục sư Trương Quý cũng không hết bệnh, đi gặp mục sư Tim Bi Du Su cũng không hết bệnh. Tôi nói rằng là thật sự cái vấn đề ở đây không phải rằng là Chúa không thể chữa lành cho chúng ta, nhưng vấn đề đó là bởi vì chúng ta không có một động cơ đúng đắn trong cái việc này. Tức là chúng ta chỉ tìm kiếm con người mà chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời đằng sau người đó. Và chúng ta phải có đức tin dựa trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Chứ không phải là bởi vì cái người này người kia nói rằng ô đến đó hay lắm, cứ đến xem đi. Ô cái người đó đầy ơn lắm, quơ tay cái mình té ngã. Nhưng mà khi mình đến mình được cầu nguyện mình không nhận có được cái điều gì hết quý mai chị em.
Mình giống như là một người đi xem xiếc hoặc là xem phim. Để rồi người này người kia được phước mà mình không nhận được gì hết. Cho nên tôi cảm thấy rất là thương cho những người như vậy, bởi vì họ không biết được cái nguyên tắc đức tin để mình nhận lãnh được cái phước hạnh ở trong lời của Chúa. Và chúng ta cần phải thay đổi để tấm lòng của chúng ta giống như là một cái bình được mở ra để Thánh Linh của Chúa có thể đổ tràn vào trong đời sống của chúng ta. Với một thái độ của sự đầu phục Chúa Giêsu, với một thái độ của đức tin. Tôi làm những cái clip nói về sự chữa lành ở trên YouTube, nhiều người, hàng chục ngàn người họ xem. Nhưng mà có những bình luận, mới hôm cách đây vài ngày thì tôi nhận được một cái bình luận của một người, tôi không biết ở đâu, nhưng mà nói rằng là tôi không tin rằng Chúa chữa lành cho tôi. Mấy cái ông mục sư này nó láo, tôi đâu có được lành gì đâu. Và tôi nói rằng là chị nên xem lại đức tin của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ qua bất cứ người nào có đức tin thật nơi Chúa hết. Chúa nói rằng là ta không bao giờ bỏ ra ngoài bất cứ một ai đến với ta đâu. Bất cứ một người nào đến với Chúa, Chúa không bỏ họ ra ngoài. Nhưng mà nếu Chúa bỏ họ ra ngoài đó, nếu mà Chúa không chữa lành chúng ta, nếu mà Chúa không có nghe lời cầu xin của chúng ta đó, thì trước hết chúng ta cần phải xem lại chính mình. Biết bao nhiêu người họ xem những cái clip mà tôi làm nói về sự chữa lành, họ nhận được sự chữa lành. Họ bình luận, ô cảm ơn mục sư, cảm ơn Chúa, tôi đã được Chúa chữa lành qua cái clip này. Hàng trăm hàng ngàn người họ truyền tay nhau những cái clip chữa lành đó. Và không có ai đến đặt tay trên họ hết quý bà chị em. Nhưng mà họ bởi đức tin họ được lành. Họ được lành từ xa. Nhưng mà cũng có những người họ không được lành. Thì tôi sẽ khích lệ rằng là những người không được lành đó, chưa được lành đó, quý vị đừng có vội nản lòng, nhưng mà hãy cứ tiếp tục bền lòng theo Chúa. Bởi vì có thể lắm thời điểm bây giờ đức tin của chúng ta chưa đủ lớn để chúng ta có thể nhận lãnh được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong thời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Ngài đi khắp nơi và Ngài giảng dạy, Ngài đuổi quỷ, Ngài chữa lành cho hàng ngàn người, đúng không quý mà chị em? Nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều được lành đâu quý mà chị em. Tại sao vậy? Tại vì đến thời của các sứ đồ như là sứ đồ Phi-e-rơ, Phao-lô, vẫn có những người cần được lành nữa, đúng không ạ? Tại vì khi mà Phi-e-rơ ông đi ngang qua thì có vô số người họ nằm ở tại trên đường phố Jerusalem, họ chờ Phi-e-rơ đến để đặt tay cầu nguyện cho họ. Mà trước đó đó, những người bị bệnh đó đó, có thể lắm họ chưa bao giờ được lành bởi Chúa Giêsu. Cho nên là nếu quý vị chưa được lành trong thời kỳ này, hãy cứ tiếp tục có đức tin nơi Chúa, chờ đợi có thể thời kỳ sau Chúa sẽ chữa lành cho quý mài cho em. Quý vị chắc chắn sẽ được lành nếu tâm lòng của chúng ta có đức tin thật nơi Chúa. Người có đức tin thật nơi Chúa, người đó sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ bệnh con dù nó lành hay không lành thì con vẫn cảm ơn Chúa, con vẫn cứ theo Chúa. Bây giờ Chúa có nhậm lời cầu xin của con hay không thì con vẫn là con của Chúa. Con vẫn là một người trung thành, trung tín với Chúa. Nhà tôi có nuôi hai con chó, ba mẹ tôi có nuôi hai con chó. Thì tôi thấy con chó là một con vật rất là trung thành. Cho dẫu ba mẹ của tôi đi vắng vài ngày, thậm chí có hôm đi cả hơn 2 ngày mới về. Hai con chó này đói bụng, đói meo râu. Nhưng mà mỗi khi mà ba mẹ tôi về đến nhà thì nó đều vui hết. Nó đều vẫy đuôi và nó chào mừng. Chứ nó không bao giờ nó giận, nó chạy đến nó cắn ba mẹ tôi, bởi vì ba mẹ tôi bỏ đói đó. Và cho dẫu là nó đói như vậy đó quý vị, thì hai con chó đó nó vẫn ở trong nhà của ba mẹ tôi. Nó không bao giờ nó nhìn qua cái bát cơm của hàng xóm mà nó có suy nghĩ rằng là nó bỏ chủ của nó để qua bên hàng xóm để ăn. Quý vị thấy không? Cái con chó nó còn thấp kém hơn con người mình, mà nó còn có cái sự trung thành như vậy. Xin Chúa ngày cho chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta cũng có thể trung thành với Chúa còn hơn như vậy nữa quý vị. Được không quý mài chị em? Và khi quý vị có một thái độ trung thành với Chúa như vậy đó quý vị, thì quý vị sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ được phước. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành. Có những thời điểm Chúa cho phép thử thách nó xảy ra. Chúa không nhậm lời cầu xin của chúng ta.
Chúa ẩn mặt của Ngài đối với chúng ta để xem chúng ta như thế nào với Chúa. Chứ không phải là Chúa Ngài ác đến nỗi mà Chúa không có nghe lời cầu xin của chúng ta đâu quý vị. Có những khi dân Israel họ phạm tội với Chúa, họ bội nghịch, họ thờ cúng hình tượng, họ thờ thần Ban Atate, họ chọc giận Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thương họ và sai những tiên tri của Chúa đến để răn bảo họ, để ăn năn trở lại với Chúa. Quý vị thấy không? Ngay cả khi dân của Chúa phạm tội như vậy thì Chúa vẫn gửi tôi tớ của Chúa đến để mong rằng họ trở lại với Ngài. Cho nên nếu đời sống của chúng ta có gì đi chăng nữa, có tội lỗi nào hoặc là có bất cứ một cái sự không đẹp lòng Chúa nào đi chăng nữa, thì Chúa vẫn luôn cung cấp cho chúng ta cái phương cách của Ngài để chúng ta có thể trở lại với Chúa và được Ngài đáp lời cầu xin chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi khi chúng ta được kinh nghiệm Chúa ở trong đời sống của chúng ta, ở trong cái từ bước đầu tiên chúng ta có mạch nước sống của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ bước đến một cái mức độ cao hơn, đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được sông nước hằng sống tổng của Đức Thánh Linh sẽ chảy từ trong lòng của chúng ta. Theo như lời của Chúa được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 7 câu 38. Tin Lành Giăng đoạn 7 câu 38, lời của Chúa Giêsu Ngài chép như thế này: kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Như vậy thì trong Giăng đoạn 4 câu 13, 14, Chúa Giêsu Ngài nói về mạch nước sống, đúng không? Là suối nước sống. Rồi bây giờ trong Giăng đoạn 7 này thì Chúa Giêsu lại nói về sông nước hằng sống. Đây là một mức độ Thánh Linh của Chúa tuôn tràn ở trên đời sống của người tin Chúa cao hơn. Để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được một phước hạnh không những cho chính mình nhưng mà cho những người khác xung quanh chúng ta. Ở bên Ai Cập thì có cái con sông Nin rất là nổi tiếng. Con sông sông này bình thường á thì nó là một con sông rất êm đềm. Nó có thể khiến cho những cây mọc hai bên bờ sông được tươi tốt. Nhưng mà khi mà con sông Nin này mà nó ở cái mức độ cực đỉnh của thủy triều đó, thì nó sẽ tràn lên hai bên bờ và những cái cây ở hai bên bờ của sông Nin nó sẽ càng được tươi tốt hơn, bởi vì cớ có cái phù sa của sông nó khiến cho mặt đất của hai bên bờ sông nó sẽ tốt hơn. Và trong vụ mùa sau thì những người trồng lúa ở hai bên sông Nin họ sẽ có thể thu hoạch được rất là trúng, bởi vì cớ cái sông nó đem đến phù sa cho mặt đất. Như vậy thì con sông Thánh Linh của Chúa bên trong đời sống của chúng ta đã có sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ. Nhưng mà để cho những người chung quanh của chúng ta, giống như là những người sống ở hai bên bờ sông Nin, họ được kinh nghiệm cái sự trù phú hơn của dòng sông, thì cái dòng sông đó nó phải tràn lên, đúng không quý mài che? Nó phải tràn lên để đem đến phù sa tươi tốt cho hai bên bờ. Vậy thì để cho gia đình của chúng ta, vợ chồng, con cái, rồi những người xung quanh của chúng ta, thậm chí là những tín đồ, những người bạn hữu của chúng ta trong hội thánh được phước qua đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần có một sự tuôn tràn Thánh Linh của Chúa, để những người xung quanh sẽ nhìn biết rằng là chúng ta thật sự là người đầy dạy Thánh Linh của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, trước hết chúng ta sẽ nói về những hậu quả tội lỗi ở trong đời sống của một người tín đồ. Trước khi chúng ta nói về sự đầy dạy Thánh Linh của Chúa, làm thế nào để tôi được đầy dạy Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân chính khiến cho một người tín đồ không thể được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và cái nguyên nhân này cũng là nguyên nhân chính khiến cho một hội thánh không thể kinh nghiệm được một mức độ đầy dạy phước hạnh của Chúa. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu. Tội lỗi. Tội lỗi chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho đời sống của một người tín đồ theo Chúa không thể đầy dạy Thánh Linh của Chúa, ngăn cản quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong đời sống của chính mình. Và khi một thánh có chứa chấp tội lỗi thì hội thánh đó cũng không thể nào có thể kinh nghiệm được một đời sống và tuôn tràn Thánh Linh của Chúa đầy dạy được.
Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 2, lời của Chúa đã tuyên bố thế này: nhưng ấy là sự gian ngã các ngươi, làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Như vậy thì tội lỗi chính là một cái rào cản trong thuộc linh khiến cho dân sự của Chúa không thể được tương giao tốt lành với Đức Chúa Trời. Và chúng ta không thể nhận lãnh được những gì tốt lành nhất từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong đó có sự đổ đầy Thánh Linh của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, lời của Chúa nói rằng là: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ân chứng cho đến ngày cứu chuộc. Như vậy thì tội lỗi làm cho Thánh Linh của Chúa buồn lòng. Và tội lỗi sẽ tạo ra rào cản giữa Đức Chúa Trời với con dân của Chúa. Tội lỗi cũng hủy diệt kết quả bông trái Thánh Linh trong đời sống của một tín đồ. Những bông trái Thánh Linh đó là gì quý bà chị em? Chính bông trái quý vị còn nhớ không? Ở trong Galatia đoạn 5 câu 22 nói rằng là: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Như vậy thì chính bông trái Thánh Linh này sẽ khiến cho đời sống của chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Christ càng hơn. Nhưng mà tội lỗi nó sẽ khiến cho những cái bông trái Thánh Linh đó bị nhạt nhòa trong đời sống của chúng ta. Khi một người phạm tội và không chịu ăn năn thì người đó sẽ sống một đời sống ngược lại với những bông trái Thánh Linh của Chúa. Thay vì yêu thương người khác thì cái người phạm tội và không chịu ăn năn họ sẽ yêu thương chính mình và làm những gì mình yêu thích mà thôi. Rồi tội lỗi nó cũng sẽ khiến cho lời cầu nguyện của một người tín đồ trở nên lạnh nhạt và đơn điệu. Đây cũng là một trong những cái hậu quả của tội lỗi. Khi một người có tội lỗi mà không chịu ăn năn thì lời cầu nguyện của đó trở nên thiếu sức sống, không có đủ mạnh mẽ. Quý vị có bao giờ thấy đời sống của mình đã từng rơi vào trong cái chỗ này chưa? Tôi đã từng rồi đó quý vị. Muốn cầu nguyện mạnh lắm nhưng mà cầu nguyện không nổi. Cho đến khi mình ăn năn và mình tha thứ cho cái người từng làm tổn thương mình. Bởi vì cái sự không tha thứ nó cũng là một tội lỗi quý mà cha. Cái sự tổn thương, bực bội, những sự bất hòa, những cái điều gì đó tham lam hoặc là những cái điều tham dục nó khiến cho lòng của chúng ta trở nên nặng nề và mệt mỏi. Cho nên nếu quý vị có nhận biết được có tội lỗi trong đời sống của tôi, hãy mau mau ăn năn quý mà cha. Nếu hội thánh mà cầu nguyện không nổi bởi vì cớ chúng ta làm buồn lòng Thánh Linh của Chúa thì hãy mau mau ăn năn tội lỗi trước mặt Chúa. Tôi biết rằng là khi tôi nói điều này thì sẽ có sự ném đá. Bởi vì đa phần những hội thánh lớn ngày hôm nay họ không cho phép và cũng như không chấp nhận cái sự ăn năn ở trong hội thánh. Tôi có đi nhóm ở trong một hội thánh nọ, hàng trăm người cùng nhau quỳ gối ăn năn khóc lóc tan vỡ trước mặt Chúa. Thì sau những buổi nhóm như vậy, ở trên tổng liên hội họ đã gửi thư xuống và họ nói rằng là: nếu quý vị mà làm như vậy nữa là chúng tôi sẽ dứt khoát phong công, sẽ báo chính quyền làm việc quý vị bởi vì quý vị là tà giáo. Mà thật sự họ đã làm rồi. Họ nói rằng là cái nhóm này tà giáo tại vì kinh thánh không có chỗ nào nói rằng là hội thánh phải ăn năn hết. Tin Chúa một lần đủ rồi. Ăn năn thì ăn năn ở nhà chứ còn mà vào trong hội thánh mà ăn năn như vậy, khóc lóc như vậy là không được. Và cái điều đó nó đang xảy ra ở trong những hội thánh lớn hàng trăm người quý bạn chị. Hội thánh đó là những hội thánh có tư cách pháp nhân. Mới hôm qua tôi nhận được một tin nhắn của một tín đồ học kinh thánh từ xa qua online cùng với chúng tôi. Thì em này nói rằng là: mục sư ơi, em bị công an mời lên làm việc. Và công an nói với em rằng là em theo tà giáo. Tôi nói rằng: ủa sao mà công an biết được em theo chính giáo hay tà giáo? Tại vì công an họ chỉ làm cái việc khác chứ làm gì mà họ quan tâm đến việc mà niềm tin của mình là tin có đúng theo kinh thánh hay không. Em này nói rằng là: dạ, công an nói với em rằng là mấy anh em bên nhà thờ truyền thống Si Mây á,
nói rằng là em theo tà giáo, cho nên bây giờ họ mời công an làm việc với em. Họ kêu công an làm việc với em, và em bây giờ em cũng không biết phải làm sao hết. Điện thoại của em bây giờ là bị gọi là xem có cái bằng chứng nào theo tà giáo hay không. Tôi nói rằng em sắp sửa được phước rồi. Không phải là người ngoại đạo không biết gì bị Chúa bắt bớ mình ngày hôm nay, nhưng mà ngay cả anh em mình ở trong những hội thánh lớn bắt bớ trên mình. Chúa Giêsu nói rằng là trong thời kỳ sau cuối đó thì anh sẽ nộp em cho bị giết, đúng không quý mà cho em? Cha mẹ sẽ nộp con cái cho bị giết và con cái nộp cha mẹ. Và chúng ta sẽ có người nhà là kẻ thù nghịch của mình. Cho nên nếu quý vị nghe lời của Chúa và nhận biết rằng mình được Chúa kêu gọi đi theo cái hướng ân tứ và quyền năng Thánh Linh của Chúa, và quý vị bây giờ có thể đang gặp sự bắt bớ chống đối từ phía những người anh em cùng đức tin với mình, nhưng mà họ không cùng tâm tình với mình, thì quý vị đừng có để cho những cái điều đó trở thành gánh nặng và rào cản để mình tiếp tục bước đi theo Chúa. Ở trong Thánh có hai trường phái về phục vụ Chúa. Trường phái thứ nhất đó là trường phái có phép lạ, và trường phái thứ hai đó là trường phái không có phép lạ. Trường phái thứ nhất đó là trường phái có phép lạ đó, thì quý vị thấy Chúa Giêsu nè, rồi sứ đồ Phi-rơ nè, rồi Phao-lô nè, và các sứ đồ khác thì có phép lạ đầy dẫy, đúng không quý mà cha? Chúa Giêsu đi đâu ngài cũng đuổi quỷ chữa lành. Phi-rơ cũng vậy, ông đi ngang qua thì cái bóng của ông chữa lành được cho nhiều người, vô số người bệnh được chữa lành, quỷ bị đuổi ra bởi cái bóng của Phi-rơ nữa. Nhưng mà đối với cái trường phái mà không có phép lạ đó, thì chúng ta thấy được có Abraham này, đúng không? Isaac, Jacob, rồi nhiều người trong cựu ước khác, và đồng thời là Giăng Báp-tít cũng là một sứ giả dọn đường cho Chúa, nhưng mà ông không có làm bất cứ một phép lạ nào hết. Kinh Thánh nói rằng là Giăng Báp-tít không làm một phép lạ nào, nhưng mà dân chúng họ vẫn tin rằng là đây là người đến từ Đức Chúa Trời. Và ngay cả sứ đồ Giăng, ngay cả sứ đồ Giăng là người viết ra sách Khải Huyền đó, thì ông cũng chưa bao giờ làm bất cứ một phép lạ nào hết. Cho dẫu rằng cuộc đời của ông từ lúc ông theo Chúa cho đến khi mà Chúa Giêsu ngài thăng thiên về trời rồi, và ông phục vụ Chúa cùng với sứ đồ vĩ đại là sứ đồ Phi-rơ, thì Giăng cũng chưa làm một phép lạ nào hết quý mà cha. Nhưng mà ông cũng là một người sứ đồ đầy ơn của Chúa. Như vậy thì mình thấy rằng là có hai trường phái rõ ràng ở trong Kinh Thánh: trường phái có phép lạ và trường phái không có phép lạ. Thì bây giờ chúng ta là những người đã được Chúa ban ân tứ Thánh Linh, ban cho sự sức giàu quyền năng để làm phép lạ, chữa lành đủ quỷ. Mà nếu chúng ta gặp những cái sự chống đối từ phía những người thuộc về trường phái không có phép lạ, thì quý vị ơi, hãy cầu nguyện cho họ và hãy tha thứ cho họ về những gì mà họ nói xấu chúng ta. Khi mà sứ đồ Giăng, Gia-cơ và Phi-rơ đi theo Chúa, thì họ gặp những người mà cũng cùng cái niềm tin, cùng cái tâm tình để đuổi quỷ giống như họ. Thì Giăng và Gia-cơ nói ngay với Chúa Giêsu rằng là: lạy Chúa, chúng tôi thấy có những người họ không theo chúng ta. Họ không theo chúng ta nhưng mà họ vẫn đuổi quỷ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cấm họ để họ không đuổi quỷ nữa. Thì Chúa Giêsu nói rằng là đừng có làm như vậy, đừng có cấm họ, bởi vì nếu ai không nghịch với các ngươi là thuận với các ngươi. Như vậy mình thấy rằng là nếu một người, cho dẫu họ không tham gia cùng với cái tổ chức hội thánh của chúng ta, họ không có cùng một cái hệ thống tín lý, hoặc là cùng cái tên gọi giống như hội thánh của chúng ta, mà nếu họ có quyền năng, họ có sự sức dầu của Chúa, họ đuổi quỷ, họ chữa lành được trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cũng phải có một cái sự hiệp một ở trong đức tin với họ. Chứ đừng có kỳ thị họ, đừng nghĩ rằng là ôi, hội thánh của mình là số 1, chỉ có những ai nhóm ở trong hội thánh mình thì mới được cứu, mới là chính giáo. Thì quý vị ơi, suy nghĩ như vậy đó là một cái sự lầm to. Tại vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của
một dân tộc. Đức Chúa Trời không phải chỉ là Đức Chúa Trời của một hệ phái, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời của nhiều dân tộc, của nhiều hệ phái, của nhiều sắc dân và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta có một cái tầm hiểu biết rộng hơn, để chúng ta không có chỉ nhìn cục bộ và đoán xét anh chị em của mình. Tội lỗi cũng sẽ khiến cho lời của Chúa mất đi hương vị ngọt ngào, và cái người đó sẽ không còn vui thích với việc nghe lời của Chúa nữa. Việc đọc Kinh Thánh trở nên một cái công việc tẻ nhạt và không còn thấy được. Ở trong Thi Thiên đoạn 119 câu 103, lời của Chúa nói rằng là lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Đây là lời của một người đang yêu mến Chúa, đang có một đời sống kính sợ Chúa và gần gũi với Chúa. Thì khi đọc lời của Chúa, người đó cảm thấy lời Chúa ngọt ngào lắm. Nghe lời Chúa sao mà nó vui thích quá, sao mà sung sướng trong tấm lòng của mình quá, bởi vì có lời của Chúa. Ôi sao lời của Chúa hôm nay nghe hay quá Chúa ơi, con thích quá, ước gì ông mục sư ông giảng 2 tiếng 3 tiếng cũng được. Đó là người có một sự ham thích lời của Chúa, một người không có tội lỗi trong đời sống của mình, một người đang gần gũi với Chúa. Còn người mà có một đời sống yếu đuối tội lỗi đầy nhóc ở trong xác thịt, quý vị, nghe giảng 15 phút là ngủ là ngáp, thậm chí ngủ mà rớt ghế luôn quý vị. Xin Chúa ngài cho chúng ta có một đời sống ham thích lời của Chúa. Và để có một đời sống ham thích lời của Chúa như vậy, chúng ta cần phải có một thái độ dứt khoát với tội lỗi. Chúng ta không nên dây dưa với tội lỗi, không nên thỏa hiệp với tội lỗi, không nên đi dẹo hai hàng với Chúa. Amen. Người phạm tội thì họ sẽ không còn có sự nhiệt tình để truyền giáo, không còn có một sự thương xót với những tội nhân, và lời làm chứng của cá nhân trở nên mờ nhạt và thiếu sức sống. Cho nên một người khi phạm tội rồi đó quý vị, thì người đó sẽ không thể kết quả cho Chúa được, không thể đem ai được đến với Chúa. Bởi vì cớ người đó không còn có sức sống và năng lực từ trong ân điển của Chúa Giêsu để cứu những người có tội khác. Công việc của Chúa trở nên nặng nề và không còn vui thích nữa. Bây giờ mục sư mà phân công cái việc gì đó là cảm thấy mệt lắm, cảm thấy đó là gánh nặng, cảm thấy đó là một cái gì đó nó rất là không thể làm được. Cho dù bây giờ là việc nhỏ việc lớn là mình cứ say no hết, tức là mình nói không hết, không còn muốn làm gì hết. Cho dẫu rằng bây giờ cái việc đó là cái việc mình có thể làm được, mình dư khả năng làm được, nhưng mà mình cũng không muốn làm. Tại vì cớ tấm lòng này nó có tội lỗi, chính là điều mà Đức Chúa Trời ngài không vui thích. Và khi một người phạm tội mà chưa ăn năn đó quý vị, người đó sẽ không thể đến gần với Đức Chúa Trời để mà thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa một cách đúng đắn nữa. Cho nên tôi khuyên mời anh chị em chúng ta, những ai chúng ta nhận biết rằng mình còn có tội lỗi trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải mau mau ăn năn và xưng nhận tội lỗi của chúng ta ra trước mặt Chúa, để đời sống của chúng ta được tha thứ, mối quan hệ của chúng ta với Chúa được phục hồi, và chúng ta có cơ hội để phục vụ Chúa và kết quả cho Chúa nhiều hơn. Amen. Giăng nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội của chúng ta và làm chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Dĩ nhiên trong cái con đường mà chúng ta đi theo Chúa từ hôm nay cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ ngài trở lại đó quý vị, chúng ta sẽ còn nhiều va vấp, chúng ta sẽ còn đối diện với nhiều cám dỗ, chúng ta còn đối diện với rất là nhiều cái tội lỗi, nó có thể là cạm bẫy trong đời sống của chúng ta trong tương lai. Nhưng quý vị ơi, hãy nhớ một điều rằng là khi chúng ta vấp ngã và khi chúng ta phạm tội với Chúa, thì chúng ta hãy mau mau trở lại để xin Chúa ngài tha tội chúng ta và làm sạch chúng ta ngay trong cái thời điểm đó. Đừng để cho tội lỗi nó trở thành một cái giống như là một cái ba lô, một cái hành trình ở trên cái hành trình mà chúng ta đi theo Chúa. Khi vua David ông bị quở trách vì tội lỗi của ông, thì ngay lập tức ông đã kiêng ngăn và ông đã ăn năn tội lỗi trước mặt Chúa. Ngay lập tức quý vị. Nhưng mà vua Saul cũng phạm tội, nhưng mà ông không có ăn năn với Chúa. Ông chỉ giữ sĩ diện của mình và ông không bao giờ ông nói rằng là Chúa ơi con sai rồi, Chúa ơi con đã phạm tội rồi. Và chính vì cớ tội lỗi của Saul, nó đã khiến cho Saul bị chết thảm sau này. Cho nên một người tin Chúa thật ở quý mài chị em, người đó sẽ luôn luôn cảm thấy gớm ghiếc tội lỗi,
và thấy rằng là tội lỗi chính là cái điều mà mình cần phải xử lý mỗi ngày trên con đường mình đi theo Chúa. Tôi cam đoan với quý vị rằng là không có một người tin Chúa nào là hoàn hảo từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen không quý mà chị em? Không ai là hoàn hảo hết. Ngay cả mục sư cũng có những cái thử thách của mục sư. Và chúng ta tất cả đều cần có Đức Chúa Trời hết quý bà chị em. Amen không ạ? Nhưng mà là người theo Chúa, phục vụ Chúa như chúng tôi thì chúng tôi biết rằng chúng tôi phải có sự kỷ luật với chính mình nhiều hơn để làm gương sáng cho bầy chiên của Chúa. Và chúng ta càng theo Chúa lâu năm như chừng nào thì xin quý vị hãy nhớ rằng chúng ta cần phải tăng trưởng nhiều hơn chừng đó. Chúng ta phải trưởng thành ở trong thuộc linh của mình. Để cho cái người mới tin Chúa sau này đó, họ sẽ nhìn vào chúng ta và họ sẽ xem chúng ta như là những người anh, những người chị trong thuộc linh. Họ sẽ được khích lệ qua đời sống tâm linh của chúng ta. Họ sẽ theo Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chứ còn nếu mà người mới tin Chúa họ vào trong hội thánh này, họ hỏi chúng ta, chị tin Chúa bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Ồ, chị tin Chúa 15 năm rồi đó nha. Thế là cái người đó cảm thấy rất là hy vọng nơi cái người chị em này. Chú 15 năm chắc là biết nhiều kinh thánh lắm mà. Chắc là cũng có thể giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn. Nhưng mà khi mà gặp nan đề chạy đến nhờ cái người chị em nó cầu nguyện. Chị giờ em mệt quá, chị ơi bây giờ em thất nghiệp và em không có việc làm. Chị cầu nguyện cho em với, chị theo Chúa 15 năm đúng không? Chị cầu nguyện cho em với. Xin lỗi em, chị không biết cầu nguyện. Thôi giờ em tới gặp mục sư, nhờ mục sư Tuấn cầu nguyện cho. Quý mà chị em ơi, dĩ nhiên mục sư sẽ cầu nguyện chúng ta. Nhưng mà riêng về cái phần của người đã theo Chúa lâu năm á, mà không thể giúp đỡ cho người mới tin Chúa đó, đó là một cái sai sót rất lớn. Chúng ta không nên cho phép nó xảy ra trong đời sống của mình. Amen. Xin Chúa ngày chúng ta được lớn lên và lớn lên. Đừng chỉ mài mòn ghế nhà thờ mà không làm gì cả cho Chúa. Nhưng mà hãy nhắc nhở bản thân mình rằng là Chúa ơi, con muốn được giống như Chúa càng hơn. Con muốn được biết lời của Chúa nhiều hơn. Con muốn được đầy thánh linh của Chúa để con có thể giúp đỡ cho những người xung quanh con. Chứ bây giờ cái bệnh mà nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi mà bây giờ con cầu nguyện cho họ không hết thì làm sao mà những cái bệnh nan y khác như ung thư, sida hoặc là những cái nghiện ngập khác làm sao mình có thể cầu nguyện được quý mà chị em. Xin Chúa cho chúng ta được có thể làm những việc mà Chúa Giêsu đã từng làm. Amen. Yeah, Chúa Giêsu nói rằng là quả thật ai tin ta thì sẽ làm việc ta làm và sẽ còn làm việc lớn hơn nữa bởi vì ta đi về cùng với cha. Quý vị có tin Chúa không? Yeah. Chắc chắn quý vị sẽ làm được điều mà Chúa Giêsu đã từng làm. Amen. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể làm được những điều Chúa Giêsu đã từng làm. Đặt tay cầu nguyện chữa lành cho người đau và đuổi quỷ, giải cứu người ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ ức hiếp. Amen. Và cuối cùng đó là tội lỗi sẽ khiến cho một người thiếu đi sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống của người đó. Và người đó sẽ làm những lầm lỗi nghiêm trọng từ tội nhỏ rồi phạm đến tội lớn. Và ngay cả đối với những quyết định quan trọng của cuộc đời mình cũng phạm lỗi luôn. Cho nên tội lỗi nó rất là nguy hiểm quý mà chị em. Có thể lúc ban đầu nó chỉ là một cái con beo con thôi. Nhưng mà dần dần nó trở thành một con beo lớn. Nó có thể giết người và nó sẽ hủy diệt rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn đối với tội lỗi. Không dung dưỡng nó, không đùa giỡn với nó. Phải dứt khoát. Một là một, hai là hai. Amen. Tôi đã tin Chúa rồi, tôi sẽ đoạn tuyệt với mọi hình thức của tội lỗi. Tôi đã tin Chúa, thờ phượng Chúa buổi sáng chủ nhật rồi. Tối chủ nhật tôi sẽ không đi nhậu nữa. Tối chủ nhật tôi sẽ không đi hát karaoke nữa. Tối chủ nhật tôi sẽ không đi nhảy đầm để mà chè chén say sưa nữa. Tôi đã tin Chúa rồi, tôi sẽ dâng thân thể của tôi để sống thánh khiết và làm đẹp lòng Chúa nhiều hơn. Amen. Yeah, và khi quý vị chúng ta có một thái độ sống như vậy, Chúa chắc chắn sẽ đẹp lòng và ban phước cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về việc làm thế nào để chúng ta có được một đời sống đầy dạy thánh linh của Chúa. Chúng ta biết rằng là đầy dạy thánh linh của Chúa đó là một mệnh lệnh. Đây là một cái sự bắt buộc
để cho mỗi một người tin Chúa đều có thể sống được đúng tầm mức mà Chúa ngài mong muốn chúng ta sống giống như Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu ngài chính là tấm gương sáng cho mỗi một người tin Chúa. Dĩ nhiên các sứ đồ như là Phi-rơ hoặc là Gia-cơ hoặc là Phao-lô, họ đều là những người có một đời sống làm gương sáng tốt. Nhưng mà chúng ta không thể nào bỏ qua tấm gương sáng của Chúa Giêsu Christ được, quý bà cha. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngài vẫn phải lệ thuộc vào trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu vẫn phải cầu nguyện mỗi đêm để xin Thánh Linh của Chúa đến trên mình và đầy dẫy trong chức vụ của mình. Và đời sống của Chúa Giêsu, chức vụ Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng của Chúa. Ở đây có ai có thân phận giống như Chúa Giêsu không? Mình là ngang hàng với Đức Chúa Trời. Mình cũng là Đức Chúa Trời luôn. Mà bây giờ mình làm tự sức mình không cần cầu nguyện. Chắc chắn là không, đúng không ạ? Chúng ta chỉ là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời thôi. Vậy đó mà Chúa Giêsu vẫn phải quỳ gối cầu xin Đức Thánh Linh mỗi ngày. Khi mà ngài còn sống ở trên đất này đó, ngài thi hành chức vụ đó, thì ngài luôn luôn cầu nguyện. Và mỗi khi mà ngài cầu nguyện xong thì luôn có những dấu kỳ phép lạ xảy ra xuyên qua cuộc đời và chức vụ của ngài. Cho đến nỗi các sứ đồ cũng thấy điều đó và họ xin Chúa Giêsu ngài chỉ cho họ cách cầu nguyện. Tại vì họ thấy rằng cứ mỗi khi Chúa Giêsu cầu nguyện xong là ý như rằng có phép lạ xảy ra rất là nhiều, nhiều vô kể trong chức vụ của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta xin Chúa ngài cho chính mình có thể giống như Chúa Giêsu ở trong đời sống cầu nguyện. Bây giờ chúng ta hãy khoan, chúng ta hãy gạt bỏ đi những cái gọi là nặng nề của việc cầu nguyện. Như là kinh nghiệm cá nhân của tôi trước đây, khi tôi còn nhỏ chưa kinh nghiệm được cái sự cầu nguyện đó. Tôi nghe ông mục sư này, mục sư kia nói rằng ô, tôi cầu nguyện một ngày tới một tiếng đồng hồ. Có người thì khoe tôi cầu nguyện 2-3 tiếng đồng hồ. Có người khoe là tôi kiên nhẫn cầu nguyện trong vòng 3 ngày. Có người là 7 ngày, có người là 10 ngày, thậm chí có người là 40 ngày nữa. Tự nhiên cái tâm lý của tôi đó là tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và mình có thể mình không làm nổi giống như những người đó. Và vô hình chung á, có một cái ác cảm ở trong lòng của tôi. Đó là cái sự cầu nguyện là dành cho những người thánh. Mình làm không nổi. Mình cầu nguyện một tiếng cũng không nổi đâu. Chỉ có những người thánh nhân, những người được ơn của Chúa mới cầu nguyện nổi. Và tôi thấy rằng cái sự cầu nguyện trở thành một gánh nặng, một áp lực cho chính mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đến đúng thời điểm của Chúa thì Chúa đụng chạm tôi và tôi được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong sự cầu nguyện. Và khi tôi được giải cứu thì tôi được mở tầm mắt của mình ra và tôi nhìn thấy rằng là qua sự cầu nguyện nó rất là dễ dàng. Sự cầu nguyện nó giống như là việc mà một người con nói chuyện với người cha của mình. Nó không có giới hạn thời gian, không có một cái áp lực về cái việc đó là mình phải thế này thế kia, mình phải dùng những lời hoa mỹ thế nào đó để có thể đến được với Chúa. Và mỗi khi mình bước vào trong sự cầu nguyện thì mình không còn nhìn đồng hồ nữa. Và chính trong sự cầu nguyện mà tôi không còn quan tâm đến không gian thời gian nữa, thì lúc đó tôi được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Cho nên bước đầu tiên để chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, đó là chúng ta cần phải có một đời sống khiêm nhu, hạ mình để nhận lãnh Thánh Linh của Chúa. Bước đầu tiên, một người khiêm nhu, hạ mình để nhận lãnh sự ban cho của Thánh Linh của Chúa. Tại vì một người càng hạ mình, càng khiêm nhường, thì Chúa ngài sẽ càng ban ơn cho người đó. Nếu một người cho rằng là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức riêng của tôi, hay nhờ tài sản mà tôi tiết kiệm được, tôi dành dụm được trong nhiều năm, tiền tỷ của tôi trong tài khoản có thể giải quyết được mọi nhu cầu của tôi. Còn Chúa thì Chúa bận rộn nhiều việc lắm, Chúa bận rộn với người này người kia, cho nên là thôi tôi không muốn làm phiền Chúa. Nhưng mà đến khi mà mọi việc nó dường như là bất khả thi với chúng ta. Bệnh của chúng ta, bác sĩ bây giờ nói rằng là thôi bây giờ 100 tỷ cũng chữa không hết đâu. Bác sĩ nói giờ thôi còn sống có vài tháng thôi, bây giờ muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì uống, cứ về nhà lo hậu sự đi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng quả thật Chúa là tất cả. Trước khi mà điều đó xảy ra, có thể chúng ta thấy rằng cái chuyện mà
cầu nguyện thờ phượng Chúa đó là cái chuyện thứ yếu. Nhưng mà đến khi mà chúng ta bị dồn vào trong cái bước đường cùng, quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa giống như hơi thở của mình vậy đó. Ngày nào còn sống được, còn thở được là mình phải ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa, phải cầu nguyện với Chúa, không bao giờ quên Chúa hết. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng là thật sự mình bắt đầu mình khiêm nhu hơn một chút, đúng không quý mài chị em? Cho nên cái bước đầu tiên để một người được kinh nghiệm Chúa và đầy dẫy thánh linh của Chúa đó là phải có tấm lòng khiêm nhu hạ mình. Cho nên tại sao Chúa Giêsu ngài thường hay giảng cho những người nghèo, những người tan vỡ, những người có một đời sống dường như là bấp bênh ở trong cuộc sống trong xã hội, những người có một đời sống xấu xa tội lỗi, thì Chúa Giêsu cứu họ dễ hơn. Những người mà đạo đức như người Pharisee hoặc là những người mà có công danh địa vị đó ở trong xã hội thời Chúa Giêsu thì ít người được cứu, cũng có người được cứu nhưng mà ít lắm, nhưng mà đa phần là những người nghèo. Tại sao những người nghèo dễ đến với Chúa Giêsu hơn à quý mài chị em? Tại vì họ không có chỗ nào nương dựa hết, đúng không? Bệnh bây giờ tới bệnh viện là tốn tiền triệu, mà bây giờ mình đâu có tiền đâu mà chữa. Cho nên bây giờ thôi, cứ đến với Chúa đi, Chúa chữa được hay không thì còn hơn. Còn hơn là mất tốn tiền, đúng không? Bán bò rồi bán trâu để mà chữa chạy. Thôi giờ cứ đến với Chúa. Cho nên những người nghèo luôn luôn là những người có cơ hội để kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Có một số người họ không hiểu điều này và họ cho rằng là tôn giáo tin lành là liều thuốc phiện cho nhân loại. Tức là nhiều khi ta khổ quá, ta phải chơi thuốc phiện vô để cho nó phê, nó quên cái nỗi sầu khổ đi. Nhưng mà thật ra thì những cái điều đó chỉ là một cái sự chế nhạo của ma quỷ thôi. Và chúng ta biết rằng là tin lành của Chúa còn nhiều hơn cả thuốc phiện, đúng không quý vị? Có những người bị nghiện ma túy, họ đi hết trung tâm này đến cái chỗ trại cai nghiện nọ, không hết là không hết. Có thể họ đến trung tâm, họ những cái trung tâm mà bên ngoài đó, họ hết nghiện ma túy nhưng mà họ chuyển qua cái nghiện khác, nghiện game, nghiện cờ bạc, nghiện rượu, chứ không thể nào mà dứt hết cái nghiện được. Tôi đã gặp những anh em ở trong những cái trung tâm cai nghiện Cơ Đốc ở ngoài miền Bắc đó. Họ nói với tôi đó, một sư ở ngoài không bao giờ có thể chỉ dứt điểm được cái nghiện. Có thể người ta có thể chỉ dứt được cái nghiện ma túy nhưng mà sau đó những người đó lại nghiện cái thứ khác. Nhưng mà riêng tụi em có Chúa, Chúa giải cứu mình ra khỏi mọi sự nghiện ngập luôn, không có nghiện bất cứ một cái thứ tội lỗi nào trên đời này nữa, nhờ danh của Chúa và đức tin nơi quyền năng của Chúa Giêsu, một người có thể tự do khỏi tất cả mọi thứ nghiện ngập. Cho nên cuộc sống của chúng ta rất là cần có Chúa Giêsu. Người có năng đề hay không năng đề, chúng ta cần phải có Chúa. Amen. Cho nên khi gặp năng đề nhiều, quý vị ơi, đừng có vội hoảng sợ. Chúa Giêsu luôn ở cùng với chúng ta. Và Ngài mong muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài, chạy đến với Ngài, cầu xin Ngài trong những lúc mà thử thách và bế tắc. Có đôi khi chúng ta suy nghĩ, Chúa ơi, Chúa không thương con hay sao mà Chúa cho năng đề xảy ra quá nhiều. Tại sao mà trong hội thánh có mình con bị năng đề như thế này, còn mấy người khác ở đâu thấy cuộc sống họ cứ bình yên, tiền vô đều đều, rồi con thì công việc bấp bênh, lúc lên lúc xuống, rồi lúc có việc lúc không có việc. Chúa không thương con hay sao mà Chúa để con như vậy, Chúa ơi? Nhưng quý vị ơi, hãy nhìn biết được sự thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy nhìn biết được tấm lòng của Chúa, Ngài muốn tôi luyện chúng ta, dạy dỗ chúng ta để chúng ta trở thành một đứa con ngoan hơn. Cái người cha mà không thương con của mình, quý vị, thì người cha đó thấy con mình nó làm sao mà kệ nó. Hoặc là chúng ta thấy con hàng xóm mà nó chơi, nó có nói tục chửi thề hay là có làm sai làm bậy gì đó, thì chúng ta cũng không có nhắc nó tiếng nào hết, đúng không quý bà chị em? Nhưng mà con của chúng ta đó mà nó hư hoặc là nó sai một cái gì đó, chúng ta sẽ luôn tìm cách để chúng ta sẽ dạy cho nó cái điều đúng. Thậm chí đôi khi chúng ta phải xử phạt nó nữa để cho nó ngoan hơn, nó tốt hơn.
Và nếu chúng ta càng được Chúa Ngài để mắt đến chúng ta, sửa dạy chúng ta, thì chúng ta là con yêu của Chúa. Amen. Chúng ta là con quý của Chúa. Có người nói với tôi rằng là: mục sư ơi, nếu mà cha mẹ của mình là người thường á, thì cha mẹ mình sẽ dạy theo cách bình thường. Nhưng mà nếu cha mẹ của mình là vua hoặc là công nương ở trong hàng quý tộc á, của những cái gia đình mà làm vua quan, thì cái đứa con ở trong gia đình đó sẽ được dạy dỗ một cách nghiêm khắc hơn. Phải dạy từ cái cách đi đứng cho đến lời nói, cho đến cái lúc mà mình ngồi ăn cơm thôi, mình cũng phải thưa trình làm sao nữa, chứ không phải là như là một cái đứa bình thường ở ngoài. Nhưng mà là con của hoàng gia, con của một quý tộc, con của một vị vua hoặc là một vị quan, thì nó phải khác so với là những đứa con ở bên ngoài khác. Chúng ta là con của ai quý mà chị em? Dạ, chúng ta là con của vua Giê-xu đúng không quý mà chị em? Ngài là vua của các vua và Chúa của Chúa. Cho nên con của vua, mà vua của vua đó quý vị, trên tất cả các vua luôn, thì Chúa của chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta được trở nên tốt hơn. Gọi là tốt nhất luôn quý mà chị em. Cho nên bất cứ khi nào mà chúng ta thấy rằng là mình bị xử phạt ở trong cái lời nói của mình, hoặc là bị xử phạt trong những cái hành vi nhỏ nhất của mình, thì quý vị ơi, đừng có vội phiền lòng. Chớ hiềm lòng khi Ngài xử phạt và bỏ trách chúng ta. Nhưng mà hãy nhìn biết rằng là Chúa thương ai thì Ngài trách phạt người đó, để chúng ta được trở nên một công nương, một hoàng tử ở trong nhà của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải sống khiêm nhường. Thứ hai đó là chúng ta cần phải ăn năn và hối cải tội lỗi của mình. Ở trong công vụ đoạn số 2 câu 38, Phi-rơ trả lời rằng là: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu, chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Như vậy thì để chúng ta có thể nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh, thì chúng ta không những chỉ hạ mình xuống trước mặt Chúa để Chúa Ngài đổ đầy chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có sự ăn năn tội lỗi của mình. Không phải là ăn năn tội lỗi khi chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta ăn năn tội lỗi mỗi ngày nếu chúng ta nhìn biết mình có tội lỗi. Trên con đường đi theo Chúa quý mài chị em, có nhiều tội lắm quý mài chị em, đúng không quý mài chị em? Đừng nói với tôi là chúng ta sống ở trong một cái thế giới hoàn hảo. Sau khi buổi nhóm kết thúc, chúng ta sẽ sử dụng Facebook đúng không? Chúng ta sẽ lướt các trang mạng xã hội đúng không? Mà nhiều khi chúng ta không cố tình, nhưng mà nó sẽ hiện lên từ trong máy của chúng ta những cái quảng cáo. Mà có những cái quảng cáo đàng hoàng và cũng có những cái quảng cáo không đàng hoàng. Ngày hôm nay nhiều khi tôi cũng không hiểu được là giới trẻ như thế nào mà cứ đăng tải những cái clip nhảy nhót, uốn éo, khiêu gợi một cách vô tội vạ trên Facebook và trên TikTok. Tôi nhớ không lầm thì 20 năm về trước, 20 năm về trước, nói 20 năm thì nhiều quá, có thể hơn 10 năm về trước. Bây giờ tôi 40 tuổi rồi, đúng là 20 năm về trước á. Thì đối với chúng tôi là thế hệ 8X, thì khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái hình ảnh hoặc là những cái clip mà có những cô gái uốn éo như vậy đó, thì riêng cá nhân tôi sẽ suy nghĩ rằng là những cô gái này là những cô gái không đàng hoàng. Chỉ có ca ve hoặc là gái gọi hoặc là những cái cô gái điếm á, mới khoe thân hoặc là mới uốn éo quyến rũ đàn ông thôi. Đúng không quý mà chị em? Ở đây có ai 8X giống như tôi không? Hoặc là lớn tuổi hơn tôi không? Chúng ta có cùng suy nghĩ như nhau đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì mình thấy rằng là wow, thanh niên, thiếu nữ, nhất là thiếu nữ. Ngày xưa đó, người giàu á, người ta ăn bận nó rất là sang trọng đúng không? Có vải đầy đủ đúng không ạ? Đó là giàu. Bây giờ đó, dù là họ giàu rồi, họ vẫn mặc đồ thiếu vải. Cứ hấp dẫn đàn ông, tôi không biết là hấp dẫn ai, nhưng mà nó ảnh hưởng đến con mắt của chúng ta, đúng không quý mà chị?
Chúng ta cũng lưu ý điều này để chúng ta cầu nguyện chính mình và cầu nguyện cho con cái của chúng ta nữa. Bây giờ có thể có những cô gái rất là đàng hoàng. À, tôi không nói rằng là họ là hư hoặc là xấu. Họ có công việc ổn định, họ có gia đình nữa. Nhưng mà họ vẫn cứ đăng clip uốn éo, à, cứ khoe thân rồi mặc mặc đồ sexy ăn bận hở hang. Dường như đó là một cái thói quen hoặc là một cái việc rất là bình thường ở trong xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà tôi khích lệ những con cái Chúa, đặc biệt là những người nữ thanh niên ở trong hội thánh, chúng ta đừng bao giờ chúng ta quay clip hoặc là chúng ta uốn éo như vậy để chúng ta mời gọi hoặc là chúng ta thu hút những cái người thanh niên khác. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ đem đến một người chồng hoặc là một người yêu lý tưởng cho chúng ta qua cái cách làm như vậy đâu. Để chúng ta có được một người yêu lý tưởng, một người chồng hoàn hảo trong Chúa đó, chúng ta cần phải đi nhóm thờ phượng Chúa và làm theo lời của Chúa. Đừng làm theo cách thế gian quý mà chị em. Và đôi khi chúng ta làm như vậy đó là chúng ta cũng đang cám dỗ ma quỷ và tội lỗi ở trong thế gian này. Chúng ta đang mở cửa cho những cái ô uế của đời này nó đi vào trong đời sống của chúng ta và làm ảnh hưởng cho đời sống tâm linh của chúng ta, cho nên yếu đuối. Rồi chúng ta thấy rằng là trở lại với điều ở đây thì chúng ta cần phải ăn năn hối cải. Thì nếu chúng ta nhìn biết rằng là mình bị cám dỗ những cái điều đó thì chúng ta hãy xin Chúa Ngài tẩy sạch mắt và tấm lòng của chúng ta khỏi tất cả những điều như vậy. Được không quý mà chị em? Ăn năn mỗi ngày để huyết của Chúa Jesus Christ thanh tẩy tâm trí của chúng ta. Nó giống như cái việc mà chúng ta mỗi ngày đều phải đi tắm rửa vệ sinh cơ thể của chúng ta vậy. Nó không có gì là nghiêm trọng cả, đúng không ạ? Tại vì mỗi ngày chúng ta dù là mình không có đi ra ngoài đường, chúng ta không tiếp xúc với những cái đồ ô uế, chúng ta ở trong nhà không mà người của chúng ta nó cũng có những cái ghét, đúng không ạ quý mạng chị em? Nó vẫn ra đất mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đi tắm để cho cơ thể của chúng ta nó được vệ sinh sạch sẽ hơn. Thì tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện xin huyết Chúa Jesus Christ tẩy sạch tâm linh của con, tẩy sạch tâm trí của con khỏi tất cả những điều dơ bẩn mà con đã vô tình nhìn thấy ở trong thế gian mỗi ngày. Không có gì phải định tội cả quý mà chị em. Việc ăn năn tội lỗi là một điều hết sức là bình thường ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhất là có những người chúng ta phải đi làm những công việc mà chúng ta phải tiếp xúc với lại những người khác giới. Mỗi ngày có thể chúng ta tiếp xúc với lại những con người họ có tội lỗi trong cuộc sống hoặc là họ làm việc ở trong một môi trường đầy cám dỗ. Tôi ví dụ như là những cái việc như là mình trang điểm make up cho những người mà trong showbiz, hoặc là chúng ta làm nghệ sĩ, chúng ta phải tiếp xúc với là những người ở trong cái giới showbiz. Hoặc là thậm chí chúng ta đi làm việc trong văn phòng, chúng ta là thư ký của ông sếp. Rồi gặp ông sếp đàng hoàng thì có thể bình thường, đúng không? Nhưng mà gặp ông sếp mà cà chớn, ông sếp mà dê thì sao? Thì chúng ta xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi tất cả những ý tưởng ô uế đó. Ngày hôm nay ma quỷ nó không chỉ tấn công bằng cái nhìn của mình đâu quý mà chị em, nhưng mà nó tấn công bằng cái lỗ tai nữa nè. Ghê lắm quý mà chị em. Mình không nhìn, mình nhắm mắt lại nhưng mà nó cứ rỉ tai mình á. Nó nói những cái điều mà tào lao, những cái điều mà ô uế. Mình không có nghe mà nó cứ rót lỗ tai mình. Và nó trở thành những hạt giống đi vào trong tâm hồn của mình. Nếu mà chúng ta không tẩy sạch những cái hạt giống đó ra khỏi đời sống của chúng ta qua huyết của Chúa Jesus Christ, thì hạt giống đó một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm và nó sẽ lớn lên và kết quả. Xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng ta để chúng ta có một đời sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen. Và điều cuối cùng đó là chúng ta cần phải có sự khao khát thánh linh của Chúa. Nếu không có sự khao khát thánh linh của Chúa thì chúng ta sẽ không phải là đối tượng có thể thu hút hoặc là hấp dẫn thánh linh của Chúa đến trên chúng ta. Bởi vì Chúa chỉ đến trên một tấm lòng khao khát mà thôi. Ở trong sách Esai, sách Esai đoạn số 44 câu số 3, lời của Chúa chép rằng: vì ta sẽ rót nước trên kẻ nào khác, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ
ra từ ngươi. Chúa nói rằng ta sẽ rót nước trên những kẻ khác. Nước ở đây hình bóng cho Thánh Linh của Chúa. Và Thánh Linh của Chúa sẽ được ban cho chúng ta nhiều hơn khi chúng ta có sự khao khát. Nếu quý vị ngồi đây nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ tôi chia sẻ lời Chúa, quý vị cảm thấy khát nước không? Chắc cũng chưa khát lắm đúng không? Nhưng mà riêng tôi là cái người chia sẻ nãy giờ đó, tôi cảm thấy rất là khát. Đúng không ạ? Khát nhiều không quý vị á? Và nếu mà tôi có nước thì tôi sẽ uống nhiều đúng không? Còn quý vị không có khát thì quý vị sẽ uống chỉ nhấp môi thôi, một ngụm thôi. Như vậy thì Thánh Linh của Chúa sẽ đến ở trên một người có một tấm lòng khao khát Chúa, khao khát nhiều thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho nhiều hơn. Nhất là khi chúng ta gặp khó khăn bế tắc, chúng ta gặp những cái hoạn nạn trong thế gian, chúng ta gặp những cái nợ nần, gặp những cái bệnh tật, gặp những cái nan đề mà chúng ta không thể giải quyết nổi. Chúa ơi, bây giờ xin Chúa thăm viếng con. Chúa ơi, hôm nay con phải gặp được Chúa. Nếu con không gặp được Chúa hôm nay thì cuộc sống của con sẽ không thể nào có thể tiếp tục bình thường được. Và khi quý vị chúng ta cầu nguyện với một tâm thái như vậy đó, chắc chắn Chúa sẽ đến với chúng ta. Cầu nguyện với một cái thái độ giống như là ai đó mà nhấn đầu chúng ta xuống cái lu nước và chúng ta không thể thở được. Mà nếu mà chúng ta có cái cơ hội để mình ngửa lên, mình hấp một cái ngụm không khí đó, quý vị sẽ thở với một cái sự cố gắng hết mình đúng không quý mài chị em? Tôi nhớ khi mà tôi bị tai nạn và cái chân tôi bị lủng ở bên đầu gối bên phải, và lúc đó tôi khoảng 10 tuổi hơn thôi, và tôi nằm ở trên giường bệnh và tôi chờ bác sĩ đến để mà khâu lại cái vết đó. Tôi nhìn thấy cái chân của mình nó lủng lỗ như vậy, và trong đó nào là cơ xương gân, tôi tưởng là mình chết. Và tôi cầu nguyện, lời cầu nguyện mà dường như là tôi hôm đó là cái ngày cuối cùng của cuộc đời của mình. Tôi nói Chúa ơi, hôm nay con mà chết á thì xin Chúa ngày cứu con và cho con vào thiên đàng với Chúa. Đừng bỏ con Chúa ơi, con sợ quá Chúa ơi. Và tôi khóc la sùm ở trên giường bệnh đó. Bà nội tôi bên cạnh cũng nghe tôi kêu khóc như vậy. Và cảm ơn Chúa sau cái lần đó đó quý vị, tôi vẫn còn sống. Và có một cái sự khác biệt trong đời sống của tôi, đó là tôi có Chúa ở trong lòng của tôi. Chúa không bao giờ rời bỏ tôi nữa. Bởi vì cớ tôi đã cầu nguyện Chúa hết lòng. Amen. Đừng bao giờ để cho chính mình rơi vào trong cái chỗ đó là mình chuẩn bị chết mới cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà hãy khôn ngoan và cầu nguyện với Chúa ngay khi mà chúng ta còn có sự bình an ở đây. Hãy hết lòng cầu nguyện với Chúa. Được không quý mài chứ em? Đừng để Chúa đốt lửa đằng sau lưng chúng ta rồi chúng ta mới chạy. Nhưng mà chúng ta hãy khôn ngoan chạy đến với Chúa đang khi còn có cơ hội, đang khi còn có dịp tiện. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi ngài. Dạ, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, và hãy kêu cầu Chúa đang khi ngài ở gần. Ê-sai đằng 55 có nói như vậy. Hôm nay là ngày mà chúng ta đến đây thờ phượng Chúa. Quý vị ơi, hãy kêu cầu Chúa, hãy tìm kiếm Chúa. Hãy xin Chúa ngày cho con được đầy dạy Thánh Linh của Chúa. Và khi Thánh Linh của Chúa đầy dạy trên đời sống của chúng ta sẽ cảm nhận có một sự khác biệt. Có người được tôi cầu nguyện thì họ cảm nhận giống như có điện, có lửa trong người của họ. Có người thì cảm thấy mát mẻ trong người, cũng có người cảm thấy trong lòng của mình nó giống như là có một ngọn lửa đang bừng cháy. Rồi có người thì khóc, có người thì rớt nước mắt. Rồi có người thì té ngã, có người thì cười, có người thì la, cũng có người thì im lặng. Nhưng mà dù là biểu lộ bên ngoài như thế nào chăng nữa, thì Thánh Linh của Chúa, Ngài vẫn đến và Ngài biết cách để chăm sóc chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có bắt chước hoặc là chúng ta tìm kiếm một cái gì đó bên ngoài, cái cảm xúc bên ngoài giống với cái người mà chúng ta nhìn thấy ở trong những cái buổi nhóm khác. Cứ để tự nhiên. Chúa ơi, giờ đây con khao khát Chúa, xin hãy đến trên con. Con khao khát Ngài lắm Chúa ơi. Cuộc sống của con sẽ không thể nào có thể diễn ra một cách bình thường và tốt lành được nếu không có sự gì của Chúa.
Và Chúa ơi, con xin đầu phục đời sống con trong tay của Ngài. Con xin ăn năn tội lỗi của con. Và Chúa ơi, Ngài là số một của con. Ngài có tiếng phán quyết định cuối cùng trong cuộc đời của con. Con cần có Chúa lắm. Xin hãy đến trên con. Và bây giờ con xin mở rộng tâm lòng con ra với Chúa. Quý vị ơi, hãy cầu nguyện thống thiết với Chúa như vậy đó. Rồi Chúa sẽ đến với chúng ta. Chúa sẽ thân linh Ngài đến với chúng ta. Khi chúng ta có một sự ăn năn và sẵn lòng để đến với Chúa. Tôi khao khát thánh linh của Chúa, Ngài sẽ thăm viếng hội thánh của chúng ta tại đây. Nhưng mà sự phục hưng của Chúa nó sẽ diễn ra trái ngược với lại cái suy nghĩ con người chúng ta. Đó là đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng tôi sẽ được phục hưng khi mà tôi đến một hội thánh được phục hưng. Ồ, tôi được phục hưng là bởi vì cái ông mục sư đó, ông là một diễn giả phục hưng, ông cầu nguyện tôi được thay đổi, tôi được phục hưng. Nhưng mà xin thưa rằng không. Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định cho cuộc đời của mình là cuộc đời được phục hưng hay không mà thôi. Chúa thường bắt đầu với một người duy nhất mà thôi quý mà cha. Khi mà Abraham chỉ có một mình, ông kêu cầu Chúa ở trong cái khu vực rừng vắng đó, thì Chúa đã tìm thấy Abraham ở trong cái nơi vắng vẻ đó. Chỉ có một mình ông với Chúa thôi. Chứ Abraham không có đến một thánh lớn hàng ngàn người để mà được Chúa đụng chạm. Nhưng mà Chúa thường thường hay phục hưng một cá nhân. Rồi một cá nhân đó được thay đổi, được phục hưng thì cá nhân đó thay đổi gia đình của mình, phục hưng gia đình của mình. Và khi một gia đình được thay đổi, được phục hưng thì gia đình đó ảnh hưởng cho cả một hội thánh. Chúa thường bắt đầu với con người. Một người thôi quý mài chèm. Và đây là cái điều mà Chúa bày tỏ với tôi và nó thay đổi đời sống của tôi. Con muốn hội thánh con được phục hưng đúng không? Thì bây giờ con phải là người phục hưng trước. Con phải thay đổi trước. Chứ đừng có chạy đi đây đó để tìm kiếm hội thánh phục hưng. Dĩ nhiên có hội thánh phục hưng đó. Nhưng mà nếu mà con tham dự trong cái buổi nhóm phục hưng đó mà con không chịu thay đổi chính mình thì giống như là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt đó. Mình đi bao nhiêu đại hội phục hưng cũng không xi nhê gì hết, không ăn thua gì hết. Mình đến đó giống như mình nghe nghe một diễn giả giảng hay xong rồi mình vỗ tay rồi mình về. Giống như đi xem kịch, xem hát. Và như vậy thì cuộc đời của mình nó chán lắm. Và thế là tôi khi hiểu điều đó, tôi đã quỳ gối xuống và thành khẩn cầu nguyện với Chúa. Thật sự nghiêm túc tìm kiếm Chúa. Và khi tôi được thay đổi, tôi thấy gia đình của tôi, hội thánh mà tôi đang phục vụ cũng được thay đổi. Chức vụ của mình cũng được thay đổi. Quý mài cha em ơi, chỉ có chúng ta mới là người đưa ra quyết định cho chính mình mà thôi. Mục sư không thể nào quyết định thay chúng ta được, đúng không quý mài cha? Bây giờ tôi có giảng bài giảng hay thế nào chăng nữa, nhưng mà nếu quý vị không quyết định rằng mình thay đổi ngày hôm nay, thì cho dù rằng là bây giờ có Chúa Giêsu Ngài hiện ra ở đây chăng nữa, cũng không thể nào cứu quý vị được, cũng không thể nào phục hưng quý vị được. Chính mình phải quyết định để mình được thay đổi. Được không quý mài cha em? Và khi quý vị quyết định thay đổi thì Chúa sẽ có cách của Ngài, có quyền năng của Ngài để giúp đỡ chúng ta trong những nan đề mà bản thân mình không thể giải quyết được. Khi có Chúa bước vào rồi thì những cái thứ khác sẽ chỉ là rầu ri với Chúa mà thôi. Khi có Chúa bước vào rồi thì ông chồng ở nhà của mình chưa tin Chúa ha, Chúa thay đổi ông dễ lắm quý bà cha. Chúa bước vào rồi đó thì những cái người hàng xóm bắt bớ chúng ta đó, họ bắt bớ chúng ta, họ chửi rủa chúng ta, họ ném đá trên mái nhà của chúng ta thì chúng ta cũng xem giống như là họ đang ca, đang hát cho mình nghe vậy đó. Mọi thứ đều dễ dàng hết, mọi thứ đều tuyệt vời hết. Không có gì phải khó khăn hoặc là nặng nề giống như trước đây nữa. Có thể khi Chúa bước vào, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì khác. Tấm lòng của chúng ta nó sẽ có một cái sự vui mừng, bình an. Giữa nghịch cảnh, giữa nan đề, tôi vẫn có thể ngủ giống như Chúa Giêsu đã từng ngủ trên cái con thuyền vừa lúc bão tố. Amen. Bây giờ quý vị có khao khát thánh linh của Chúa không? Mỗi người chúng ta cần phải trả lời với Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là đấng nhìn thấy tâm linh của chúng ta mà thôi. Chỉ có Chúa là đấng nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Ai khao khát Chúa, Chúa sẽ đến và Chúa sẽ đổ đầy trên đời sống của chúng ta. Và qua đời sống được phục hưng của quý vị thì nhiều người khác sẽ được tin nhận Chúa Giêsu Christ và hội thánh này sẽ được phước qua đời sống của chúng ta. Amen. Tôi ước ao rằng là
trong những bài giảng mà tôi để lại trên Facebook, nó sẽ là một cái sự trang bị cho quý vị và cũng như là một sự khích lệ cho đời sống tâm linh của chúng ta. Những người chúng ta mong muốn một sự đột phá, một sự thay đổi trong đời sống của mình. Mình khao khát, mình tranh chiến trong những năm qua cho một cái sự thay đổi lớn lao trong đời sống của mình mà vẫn chưa nhìn thấy. Thì hôm nay cái câu trả lời nằm ở chỗ đó là chính mình cần phải được thay đổi. Mình phải ăn năn, mình phải trao phó đời sống của mình trong tay của Chúa. Mình phải đầu phục Chúa. Chúa phán cái gì con sẽ nghe và làm theo cái đó. Con sẽ không còn cứng cổ con nữa, con sẽ không còn cãi lời Chúa nữa. Con xin đầu phục Chúa hoàn toàn. Chúa ơi, có con đây, xin hãy sử dụng con. Được không quý mà chị em? Và khi Chúa đến thì mọi người khác đều không quan trọng với chúng ta. Lúc đó chúng ta chỉ có mình với Chúa thôi. Amen. Chúng ta sẽ không còn nhớ đến người yêu của mình, hoặc là vợ, hoặc là chồng của mình, hoặc là người xung quanh nữa. Nhưng mà lúc đó chỉ có mình với Chúa. Quý vị sẽ không còn cảm thấy mắc cỡ xấu hổ gì nữa. Quý vị có thể giơ tay cao lên và thờ phượng Chúa, nói với Chúa tất cả những gì mà mình khao khát và tìm kiếm. Và những gì người ta nghĩ về chúng ta nó không còn quan trọng nữa. Lúc đó chỉ có Chúa, Ngài nghĩ như thế nào về con, Ngài nói thế nào về con mới là điều quan trọng mà thôi. Amen. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Có thể có những quý vị chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa online cùng với chúng tôi. Nếu quý vị đang theo dõi vào giờ phút này, tôi cũng xin mời quý vị hãy cùng hòa lòng với chúng tôi để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm Chúa và khao khát sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài đầy dẫy, Ngài tuôn đổ đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con khao khát Ngài. Con cần có Ngài, con yêu mến Ngài vì Ngài là tất cả của con. Ngài không còn là thứ yếu trong đời sống của con nữa, nhưng mà Ngài là đấng trọng yếu trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Linh, con khao khát Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, con cần có Ngài. Con mở tấm lòng của chúng con ra với Chúa. Con nói với Chúa rằng chỉ có sự sức dầu của Ngài mới có thể phục hưng chúng con. Chỉ có sự sức dầu của Ngài mới có thể giải cứu được con người bên trong của con mà thôi. Có những tội lỗi nó vương vấn trong chúng con, chúng con không thể nào đắc thắng được tội lỗi đó. Xin sự sức dầu của Chúa Ngài đến và Ngài bẻ gãy tất cả những gông cùm, những xiềng xích của tội lỗi trên tâm trí, trên tấm lòng của chúng con. Có những cái mối quan hệ tội lỗi mà chúng con không thể nào có thể khước từ được, nhưng mà có tiếng nào là khi Thánh Linh của Chúa Ngài đến thì Ngài sẽ giải cứu chúng con ra khỏi những mối quan hệ tội lỗi đó. Có những cái công việc tội lỗi mà chúng con không thể nào thoát được, để Chúa xin hãy đến và can thiệp vào trong những công việc tội lỗi đó để chúng con có một lối sống, một cuộc đời và một công việc thật sự thánh sạch, đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, chúng con nói với Chúa rằng chúng con đến với Ngài. Xin hãy đến với chúng con giờ phút này. Xin hãy đến với chúng con, Chúa ơi. Lời của Chúa đó đang là hãy đầu phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Hỡi những kẻ có tội, hãy cảm biết tội lỗi của mình. Ai có hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa Ngài làm sạch tấm lòng của chúng con giờ phút này, khỏi tất cả những điều chi ô uế, những sự cám dỗ thấp hèn của thế gian này. Và ban cho chúng con có một tâm linh trong sạch, một tâm linh thánh khiết, để Ngài có thể bước vào và Ngài có thể thăm viếng, có thể hành động bên trong chúng con. Gia-cơ đoạn 4 câu số 8 chép rằng: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hãy hạ mình trước mặt Chúa. Hãy nhận biết tội lỗi của mình và hãy cầu xin sự thương xót của Chúa đến ở trên chính mình, để tội mình được tha, linh hồn mình được giải cứu và mình được đổ đầy Thánh Linh của Chúa trong giờ phút này. Ôi Thánh Linh ơi, chúng con khao khát Ngài, chúng con xin mời gọi Ngài đến ở giữa vòng chúng con giờ phút này. Thánh Linh ơi, hôm nay, bây giờ là thì giờ mà Chúa Ngài được tự do để thăm viếng chúng con, được tự do để đổ đầy trong lòng chúng con sự gì của Ngài.
Nơi nào có Ngài thì nơi đó sẽ có sự tự do. Nơi nào có Ngài, nơi đó có sự sáng của Chúa. Nơi nào có Ngài, nơi đó sẽ có sự thánh khiết của Ngài. Nơi nào có Ngài hiện diện thì nơi đó sẽ có sự chữa lành. Nơi đó sẽ có sự giải cứu. Nơi đó sẽ có sự vui mừng, bình an của thiên đàng đầy dẫy bên trong tâm linh của chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến. Đến trên hội thánh này, Chúa ơi. Ngài đến không phải chỉ hôm nay mà thôi, nhưng trong những buổi nhóm sắp đến của chúng con. Và giờ phút này con cầu nguyện, xin Chúa thăm viếng những tấm lòng khô hoàng của dân sự của Chúa. Những ai chúng con đang mệt mỏi, chúng con đang bị thối lui, chúng con đang cảm thấy nản lòng ở trong tâm linh của chúng con vì có áp lực cuộc sống, áp lực công việc, áp lực ở trong hôn nhân, trong gia đình, trong tình cảm, trong những nan đề của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giải quyết cho tất cả những nan đề đó bằng chính sự hiện diện của Ngài, Chúa ơi. Bởi vì khi có Chúa Ngài đến, Ngài đầy dẫy rồi, thì mọi mối quan hệ của chúng con đều sẽ được Chúa Ngài chữa lành. Khi đầy dẫy Thánh Linh của Chúa rồi, bệnh tật của chúng con cũng sẽ được Chúa Ngài chữa lành nữa. Khi chúng con đầy dẫy Thánh Linh của Chúa rồi, thì công việc của chúng con sẽ được phước trở lại, tài chánh của chúng con sẽ được phước trở lại. Và chúng con sẽ có thể trả nợ được, chúng con sẽ có thể giải quyết được mọi nhu cầu, những áp lực trong cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa, Ngài chính là câu trả lời cho mọi bế tắc của cuộc đời chúng con. Chúa ơi, không có Ngài, cuộc đời của chúng con thật sự khốn khổ. Không có Ngài, cuộc đời của chúng con sẽ đầy dẫy như nước mắt và đau buồn. Xin hãy đến để xóa đi tất cả những nước mắt, những đau khổ đó ở bên trong chúng con giờ phút này. Xin làm cho mạnh mẽ đời sống tâm linh của chúng con. Và chúng con được kinh nghiệm Ngài một cách sâu nhiệm hơn. Một sông nước hằng sống của Chúa sẽ tuôn chảy bên trong lòng của chúng con, Thánh Linh ơi. Xin hãy đến, đầy dẫy chúng con giờ phút này. Xin Chúa Thánh Linh Ngài đến, Chúa ơi, đến chúng con, đến đụng chạm chúng con, rơi chạm đến tâm lòng của chúng con, nơi sâu thẳm nhất của chúng con. Chúa ơi, chúng con xin ăn năn từ bỏ tất cả những thần tượng gớm ghiếc, những điều ô uế, những điều bất khiết, những điều tà dâm, những mối quan hệ không thánh sạch, không đẹp lòng Ngài, những lời nói ô uế, những sự hư không mà mắt chúng con đã hướng về những thần tượng của thế gian này. Lạy Chúa, xin cất bỏ nó ra khỏi lòng của chúng con, để tâm lòng của chúng con thật sự không có thần tượng nào ngoài Chúa ra cả, Chúa ơi. Xin hãy đến và nhận lấy vị trí số 1 ở trong ngay lòng của chúng con. Ngài là số 1 của chúng con, Ngài là Chúa, là chủ của chúng con. Cuộc đời của chúng con thuộc về Ngài. Chúng con là bầy chiên của Ngài và là dân sự do tay Ngài dẫn dắt. Xin Chúa Ngài thương xót và đem chúng con vào trong sự diện của Ngài lúc này. Xin đem chúng con vào trong sự diện của Ngài để chúng con được nhìn xem sự tốt lành, sự oai nghi, sự rực rỡ của Chúa. Chúng con kinh nghiệm được hơi ấm của tình yêu của Ngài trong lòng chúng con. Chúng con cảm nhận được sự hiện diện nóng cháy của Ngài thôi thúc lòng của chúng con để chúng con được sốt sắng cho công việc nhà Chúa nhiều hơn. Chúng con không còn yêu thích thế gian này hơn yêu thích Chúa nữa. Chúng con sẽ yêu mến lời của Chúa trở lại ở trong đời sống của chúng con. Chúng con sẽ không còn bỏ Kinh Thánh qua một bên. Chúng con sẽ không còn thờ ơ với thời giờ chúng con cầu nguyện với Chúa nữa. Nhưng mà chúng con sẽ có một sự khao khát để cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm mặt Chúa nhiều hơn mỗi ngày ở tại trong chốn riêng tư của chúng con. Xin đến và thay đổi chúng con, Chúa ơi. Thay đổi kẻ tội lỗi này, thay đổi gia đình tội lỗi của chúng con nữa, thay đổi môi trường cộng đồng sống tội lỗi chung quanh chúng con nữa, Chúa ơi. Xin tha thứ, tẩy sạch chúng con như Ngài đã từng tẩy sạch Ê-sai. Khi mà Ê-sai đối diện với Chúa, Ê-sai đã nói rằng là: Lạy Chúa, con là người có mô dơ giấy ở giữa một dân con mô dơ giấy. Chúa ơi, khi mà Chúa Ngài thăm viếng thì chúng con sẽ nhìn thấy được những sự ô uế tội lỗi bất khiết của chúng con, để Chúa ăn năn và được Chúa Ngài làm sạch. Và xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng con trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, để tội của chúng con dầu lớn như là dầu đỏ như là hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên. Có nghiêm trọng thế nào chứ nữa thì Chúa Ngài vẫn có thể tha thứ và phục hồi chúng con được. Đây Chúa xin kéo chúng con đến gần với Chúa càng hơn. Kéo tâm lòng của chúng con, Chúa ơi, kéo tâm linh của chúng con đến gần với Chúa. Và cho chúng con được có thể cảm nhận được sự rời chạm của Chúa một cách thực tế ở bên trong tâm linh của chúng con giờ phút này. Chúng con có thể cảm nhận được tình yêu và sự vui mừng của Chúa, sự chữa lành của Ngài xảy ra bên trong tâm lòng của chúng con. Chúa ơi, có những điều chúng con che giấu, có những điều mà chúng con không bày tỏ với ai, bởi vì không ai hiểu được. Nhưng xin Chúa Ngài chạm đến những cái chỗ bí mật trong lòng của chúng con, cái chỗ mà chúng con đã che giấu bấy lâu qua. Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể thổ lộ tất cả những gì ở trong lòng của chúng con trong những ngày vừa qua, để khi chúng con phơi bày chính mình ở trước mặt Chúa thì Chúa Ngài có thể can thiệp và thăm viếng chúng con. Cảm ơn Chúa.
xin chữa lành chúng con, giải cứu tâm linh của chúng con như Ngài đã từng làm đối với Gia-cốp ngày xưa, để ông có thể được kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Và khi ông được giải cứu, ông được ban phước, thì mọi điều xung quanh ông cũng sẽ được giải cứu. Hoàn cảnh của ông được thay đổi, và các mối quan hệ của ông cũng được trở nên tốt lành hơn khi có Chúa bước vào. Còn cảm ơn Ngài vì không điều gì quá khó với Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Ngài tiếp tục làm ơn trên đời sống của chúng con, đổ đầy Thánh Linh của Ngài bên trong mỗi người chúng con. Điều Thánh này sẽ càng ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn khi có Thánh Linh của Chúa đầy dẫy. Cuộc đời của chúng con, lời nói của chúng con, môi miệng của chúng con sẽ nói ra những lời tốt lành, thánh khiết, đẹp lòng Ngài. Chúng con sẽ phục vụ Chúa hăng hái hơn, hăng say hơn, nhiệt thành hơn, bởi vì cơ chúng con đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin cho cuộc đời của chúng con luôn yêu mến, luôn đọc lời của Ngài, luôn cầu nguyện khao khát Ngài mỗi ngày, để chúng con được lớn lên và được trở nên giống như Chúa Giêsu Christ càng hơn. Và qua đời sống của chúng con mà nhiều người khác sẽ được biết đến Chúa Giêsu. Còn cảm ơn Ngài, nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con. Và chúng con cùng nhau thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.